Xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về một sản phẩm đang rất hot trên thị trường hiện nay với công dụng là đảm bảo sức khỏe sinh lý cho nam giới sung mãn và làm chủ được cuộc yêu. Đó chính là bộ sản phẩm Mãnh Lực Trường Xuân và Mãnh Lực Trường Xuân Plus. Trên tay tôi là sản phẩm Mãnh Lực Trường Xuân hộp màu xanh dành cho những nam giới dưới 30 tuổi. Còn đây là sản phẩm ở hộp màu đỏ Mãnh Lực Trường Xuân Plus dành cho những quý ông trên 30 tuổi. Tại sao lại có thế hệ thứ hai như thế này? Thì theo một nghiên cứu, ở mỗi thời điểm khác nhau trong quá trình phát triển của nam giới thì những ảnh hưởng về mặt tuổi tác cũng có tác động xấu đến khả năng hoạt động tình dục và các vấn đề bệnh lý có liên quan. Chính vì vậy mà các bác sĩ của Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng thuốc dân tộc đã cho ra hai loại sản phẩm khác nhau nhưng lại phù hợp với từng lứa tuổi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ về từng loại sản phẩm này nhé. Mình nói qua một chút về nguồn gốc và lịch sử của sản phẩm thì Mãnh Lực Trường Xuân đầu tiên dưới dạng thang thuốc được biết đến với 3 sản phẩm là Đại Bổ Hoàn, Bổ Thận Hoàn và Mãnh Lực Trường Xuân Tửu. Cả 3 chế phẩm đều chiết xuất từ những dược phẩm quý hiếm, hiệu quả cao trong việc điều trị yếu sinh lý ở nam giới. Tuy nhiên thì việc sử dụng liên tiếp 3 sản phẩm này gây ra nhiều bất tiện. Vì vậy mà Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng thuốc dân tộc đã cho ra 2 chế phẩm Mãnh Lực Trường Xuân viên uống tiện lợi kết hợp từ Đại Bổ Hoàn và Bổ Thận Hoàn cùng nhiều loại thảo dược quý khác. Ở đây thì cảm quan mình thấy là hộp đóng trong một cái bao bì rất là chắc chắn, có tem mác rõ ràng, cũng như là ở bên cạnh hộp đây thì có ghi rõ từng công dụng này, đối tượng sử dụng, cách dùng, bảo quản cũng như hạn sử dụng. Ở đây có cả thành phần rất là chi tiết, cảm quan rất là tốt. Chúng ta có thể đọc ở đây một chút là công dụng này thì bao gồm hỗ trợ bổ khí huyết, bổ thận, tráng dương, mạnh gân cốt, tăng cường chức năng thận, hỗ trợ cải thiện chức năng sinh lý ở nam giới. Đối tượng sử dụng thì dùng cho những người yếu sinh lý này, chức năng thận suy giảm, thận hư, thận kém, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, những người bị tê nhức chân tay, đi tiểu đêm nhiều lần. Hạn sử dụng của sản phẩm là 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Hướng dẫn sử dụng thì ngày uống 3 đến 4 gram, tức là vào khoảng 12 đến 15 viên, chia làm 2 lần. Một số thành phần chính có trong sản phẩm bao gồm tỏa dương, sâm cau, dâm dương hoắc, nhục thung dung, ba kích. Hiện tại giá bán của sản phẩm trên thị trường là 750.000 đồng trên một hộp 50g. Vâng, và đây là sản phẩm Mãnh Lực Trường Xuân Plus. Cảm quan thì cũng rất giống như hộp Mãnh Lực Trường Xuân Tường, cũng đóng trong một bao bì rất là chắc chắn, cũng có tem mác và thành phần công dụng thì rất là rõ ràng. Ngay bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau mở hộp này ra xem có gì bên trong nhé. Chúng ta cùng mở hộp sản phẩm ra xem nào. Bên trong này thì là thiết kế một hộp thủy tinh, một cái lọ thủy tinh, nắp vặn rất là tiện lợi. Đây, chúng ta cùng mở sản phẩm ra xem nhé. Đối tượng sử dụng sản phẩm này là người cao tuổi, huyết áp thấp, ăn uống không ngon miệng, các đấng mày râu có vấn đề về sinh lý, rối loạn cương dương, hỗ trợ chữa các bệnh về tinh lạnh này, tiểu lắt nhắt, chân tay ra mồ hôi và lạnh. Sản phẩm này thì có giá 950.000 đồng trên một lọ. Sản phẩm cũng được sử dụng tương tự như sản phẩm màu xanh. . 72% người dùng đánh giá tốt, lấy lại bản lĩnh ngay sau 2 tuần. 17% người dùng mắc các vấn đề sinh lý lâu năm thì sẽ khỏi sau 5 tháng. Còn lại là do không tuân thủ quy trình nghiêm ngặt về liều lượng nên cơ thể hấp thụ kém hơn. Mọi nhu cầu mua sản phẩm này hoặc muốn thăm khám và điều trị xuất tinh sớm, yếu sinh lý, rối loạn cương dương, các bạn có thể liên hệ tới số hotline 024 7109 6699 để được tư vấn miễn phí hoặc đến trực tiếp địa chỉ Trung tâm Thuốc Dân Tộc tại biệt thự B31 ngõ 70 Nguyễn Thị Định, Thanh Xuân, Hà Nội với đội ngũ bác sĩ hàng đầu trong lĩnh vực y học cổ truyền cùng bộ đôi viên uống Mãnh Lực Trường Xuân 100% thảo dược tự nhiên, sẵn sàng kéo lại sự sung mãn cho thế hệ đàn ông vàng của thế kỷ 21.